nhiếp thọ tất cả 5 loại mắt, 6 phép thần thông mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, do nhân duyên đó mà không có hai tưởng. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, vì muốn viên mãn 8 giải thoát, nên ngay trong 8 giải thoát, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mà tu 8 giải thoát, nhiếp thọ tất cả 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc mà tu 8 giải thoát, nhiếp thọ tất cả 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo mà tu 8 giải thoát, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện mà tu 8 giải thoát, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà tu 8 giải thoát, nhiếp thọ tất cả 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ mà tu 8 giải thoát, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà tu 8 giải thoát, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà tu 8 giải thoát, nhiếp thọ tất cả chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì mà tu 8 giải thoát, nhiếp thọ tất cả 5 loại mắt, 6 phép thần thông mà tu 8 giải thoát, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà tu 8 giải thoát, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu 8 giải thoát, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà tu 8 giải thoát, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà tu 8 giải thoát, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà tu 8 giải thoát, do nhân duyên đó mà không có hai tưởng.